Hôm nay hãy cùng chúng mình thực hiện làm phi thuyền của heo cao bồi từ các vật liệu vô cùng đơn giản nha. Đầu tiên cần chuẩn bị 2 ly snack dinh dưỡng heo cao bồi, một chiếc kéo, 2 tờ giấy màu vàng, một tờ giấy xanh lá, một tờ giấy màu đỏ, một cây súng bắn keo, 2 sợi dây thun, một cây tăm nhé. Bắt tay vào thực hiện thôi. Đầu tiên dán giấy màu vàng xung quanh thân ly nhé. Tiếp theo lấy một tờ giấy màu đỏ vẽ theo hình tròn rồi cắt và dán hai cạnh lại như tớ nhé. Dán nóc của phi thuyền lên thế nào. Tiếp theo dùng một tờ giấy màu xanh lá cắt thành hình cửa và hai chiếc cánh của phi thuyền. Sau đó dán cố định vào thân ly lúc nãy. Hãy nhờ ba mẹ đục cho mình 4 chiếc lỗ xung quanh mép ly như thế này nhé. Hãy cắt que tăm thành 4 đoạn như tớ nhé. Sau đó luồn dây thun vào lỗ và gắn lại bằng một đoạn tầm ngắn nhé. Chỉ cần một vài bước đơn giản là đã có được một món đồ chơi siêu xịn. Các bạn hãy thử làm và khoe thành phẩm với mình nha.